Lưu Đức Hải, cả một đời đào hoa, sống đơn độc một mình khi về già. Trên màn ảnh, Lưu Đức Hải đã xây dựng hình tượng tiêu biểu về mẫu người đàn ông chín chắn, hoàn hảo, nhưng ngoài đời anh tự nhận mình không phải là người chồng, người cha tốt. Lưu Đức Hải vốn quen mặt khán giả Việt qua các vài diễn lãng tử và hào hoa như trong Thu Thủy Thường Niên năm 1980 hay Yêu Nhầm năm 1985 nên không ít người tỏ ra nghi ngờ về khả năng hóa thân vào vai diễn Thập Bát Vương Gia khi Lưu Đức Hải chính thức nhận lời mời trong phim Rồng Bay Phùng Múa. Bộ phim đã được phát sóng tại Việt Nam trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bằng khả năng nhập vai xuất thần, Lưu Đức Hải đã xây dựng thành công hình ảnh một vương gia mang đầy uy nghiêm, công tư phân minh, nhưng vẫn có trong mình trái tim trung tình, hiện lên một cách sống động trước mắt khán giả. Trong phim, ông có nhiều diễn xuất chung cùng với nữ diễn viên Phương Hinh xây nên truyền tình đẹp giữa thời thế loạn. Sinh năm 1953 tại Hồng Kông, Lưu Đức Hải từng là Mỹ Nam khiến phản cô gái mê mệt trên màn ảnh. Xuất thân từ một gia đình làm nghệ thuật, nhưng Lưu Đức Hải phải đi đường vòng, trở thành nhà báo rồi biên kịch trước khi bước chân vào phim trường làm diễn viên. Với gương mặt đẹp trai, ông là nam diễn viên sáng giá trong nhiều tác phẩm của nữ văn sĩ Quỳnh Sao. Năm 1984, Lưu Đức Hải vào vai trường vô kỳ và nhanh chóng được mệnh danh là hoàng tử tình yêu của vạn cô gái. Sự nghiệp thăng hoa là vậy nhưng đường tình yêu của Lưu Đức Hải chỉ toàn là những nỗi đắng cay. Năm 24 tuổi, anh kết hôn với Vương Cảnh Bình. Khi có với nhau hai mặt con thì họ ly hôn. Chia sẻ về lý do mỗi người mỗi ngả, Lưu Đức Hải cho biết, anh và người vợ cũ Vương Cảnh Bình thiếu sự cảm thông và chia sẻ. Sau công việc đọc phim bận rộn, hơn nửa giờ giấc không ổn định, anh không có thời gian chăm sóc cho gia đình, lâu dần tình cảm giữa vợ chồng phai nhạt, đến lúc nhận ra điều này thì đã không thể cứu vãn. Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Lưu Đức Hải đến với Lưu Tuyết Hoa. Ngày ấy, cả hai trở thành cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí hoa ngữ. Ở thời điểm hai người nên duyên, danh tiếng của Lưu Đức Khải không thua kém gì Lưu Tuyết Hoa. Tuy nhiên, đến năm 1995, họ đột ngột tuyên bố chia tay, kết thúc mối tình 8 năm. Nguyên nhân là hai người không hợp tính, mọi sở thích đều trái ngược nhau. Sau khi chia tay Lưu Tuyết Hoa, Đức Khải kết hôn với Shirin, cô vợ người Pháp sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Đến năm 2001, Lưu Đức Hải tuyên bố mình và Julie đã ly thân vì anh chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc, hai người xa mặt cách lòng, thường nảy sinh mâu thuẫn. Sau ly hôn, con trai của Đức Hải theo mẹ về Pháp. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, ở tuổi U70, Lưu Đức Hải hiện đang sống độc thân tại Thượng Hải. Trước đây, trong các cuộc trò chuyện phỏng vấn, Lưu Đức Hải có một nguyên tắc là chỉ nói chuyện liên quan đến công việc, những thú vui trong cuộc sống, còn chuyện đời tư thì miễn bàn. Tuy nhiên, ở tuổi ngũ tuần, ông đã cởi mở và lạc quan hơn, không ngại tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Trên màn ảnh, Lưu Đức Hải đã xây dựng hình tượng tiêu biểu về mẫu người đàn ông chín chắn hoàn hảo, nhưng ở ngoài đời, ông tự nhận mình không phải là người chồng, người cha tốt. Thời gian tôi dành cho gia đình, cho hai con quá ít, đó là điều khiến tôi ân hận mãi khi các con còn nhỏ, Lưu Đức Hải bận đóng phim suốt ngày. Cha con hiếm khi gặp nhau, nên tình cảm hai con dành cho ông rất là nhạt. Sau này khi đã trưởng thành, các con dần hiểu và thông cảm cho cha. Nhưng những gì đã qua không thể tìm lại, nên lúc này ông chỉ mong có thể làm việc gì đó cho các con để chúng cảm nhận được tình thương giạt rào của người cha.